Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Việt. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Người Kinh cổ có câu thiên tai dĩ tượng, sờ sờ nếu không hối cải, đợi chờ nạn to. Câu nói này đang ứng nghiệm mạnh mẽ ở đất nước Trung Quốc khi các hiện tượng thiên nhiên hóa đêm chính là cảnh báo thảm họa cho người dân đại lục. Từ thuở xa xưa, phần Phật cũng đưa ra dự ngôn về đất nước Trung Quốc dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày nay chuẩn xác phi thường. Theo ghi nhận, từ 4 ngày trước cho đến nay, ở Trung Quốc thiên tai dị tượng xảy ra thường xuyên. Gần một tuần nay, nhiều hiện tượng kỳ lạ thay nhau xuất hiện, khi thì hàng loạt công bố bất thường, còn tại các vùng núi khi ban đêm buông xuống hàng loạt tiếng hú kêu, sói hú không ngớt, khiến người dân nơi đây không dám bước chân ra khỏi nhà. Suốt hơn 2.000 năm nay, Vạn Lý Trường Thành đã trở thành công trình biểu tượng, một kỳ quan của thế giới và luôn là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa. Nhiều người đặt câu hỏi về điều gì khiến bức tường thành vĩ đại ấy vẫn thao thức chúng theo thời gian. Như thế thì nó vẫn tồn tại hàng ngàn năm nhưng vẫn đứng sừng sững một cách hiên ngang. Nhưng giờ này nó đã gặp phải nguy hiểm và đang gây ra sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi niềm tự hào của nó đã thay thế bằng mối đe dọa bi kịch cho người dân Trung Quốc. Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở khu vực miền Nam Trung Quốc, nơi có bức tượng của Vạn Lý Trường Thành đi qua, đã nhấn chìm toàn bộ hơn 600mm tường chạy qua khu vực tỉnh Vân Nam, làm thiệt mạng hơn 120 người, chủ yếu là du khách đang đi tham quan, trong đó có một người họ hàng gần của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trên bức tượng này đã gây ra một cảnh tượng kinh hoàng cho những người may mắn sống sót khi chứng kiến cảnh mặt đất nứt ra, nuốt chửng hàng trăm người xấu số vào trong lòng của nó và mất hút. Trước khi trận động đất này xảy ra, mặt đất và bức tượng cũng có những dấu hiệu rung chuyển, tạo ra những tiếng động kinh khiếp làm cho nhiều người bị té xuống đất và gây ra nỗi hoang mang, lo sợ cho phần lớn mọi người. Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau trận động đất, một cơn sóng thần đã ập đến. Nó đã phá hoại nặng nề khu vực bờ biển phía nam gồm tỉnh Quảng Đông, khu tự trị Quảng Tây của nước này. Hơn 17.000 ngôi làng và ngôi nhà cũng hơn 220 người cũng đã bị cuốn trôi theo dòng di chuyển của sóng dữ, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Nhiều lời bình luận lập tức gắn thảm họa hy hữu và khó tin này với số phận của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi chế độ chuyên chế dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình không hề có thái độ ăn năn cho những gì họ đã gây ra cho nhân loại và cho người dân của mình, mà còn tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi, thách thức với người với trời. Phần lớn cư dân mạng có niềm tin chắc chắn rằng khi thượng đế hành động, điều gì cũng có thể xảy ra. Bí mật khiến cho Vạn Lý Trường Thành xây hàng ngàn năm không đổ là vì sao lại phải gặp sự cố như ngày hôm nay, và diễn biến sắp tiếp theo của sự việc đang làm xôn xao dư luận này ra sao? Tất cả đều có mặt trong thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý khán giả lắng nghe. Vạn Lý Trường Thành là bức tường công sự có chiều dài tới khoảng 21 km, 21.000, với phía bắc Trung Quốc, do Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây dựng. Tần Thủy Hoàng là người đề ra ý tưởng xây dựng Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ Trung Hoa khỏi sự xâm lăng, cướp bóc của các bộ tộc du mục phương Bắc theo history. Trên thực tế, các dấu vết đầu tiên của Vạn Lý Trường Thành đã có từ trước thời Tần Thủy Hoàng hàng trăm năm. Trong giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc năm 2220 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng ra lệnh xóa hết biên giới giữa các chữ chư hầu. Các bức tượng ở phía Bắc được kết nối thành Vạn Lý Trường Thành. Tướng Mông Điềm được giao nhiệm vụ giám sát quá trình xây dựng, tận dụng một đội quân khổng lồ và dân thường và các tù nhân. Vạn Lý Trường Thành với Tần Thủy Hoàng dài 4.800 km từ Sơn Hải Quan cho đến tỉnh Cam Túc. Ở một số khu vực, tường thành được xây dựng dày hơn để gia cố an ninh. Tường thành cao khoảng 3-100m với các thành lũy nằm rải rác cùng các tháp canh. Theo history, sử pháp Trung Hoa chép rằng ước tính khoảng 400.000 người bỏ mạng để xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời Tần Thủy Hoàng. Những người chết được chôn ngay bên trong tường thành. Con số 400.000 người chết suốt một thời gian dài là chủ đề tranh cãi của các học giả Trung Quốc. Có người cho rằng 400.000 người là đội quân của tướng Mông Điềm tiến lên phương Bắc đánh dẹp các bộ tộc thiểu số, tạo khoảng trống xây dựng tường thành. Không rõ trong số này có bao nhiêu người là chết khi chiến đấu, có bao nhiêu người chết khi xây dựng tường thành và còn đứng được chết vì bệnh tật. Một lý do gây tranh cãi là Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế vị trí và nắm quyền khoảng 10 năm thì qua đời. Ngoài Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng cũng đã xây dựng nhiều công trình nguy nga khác, tiêu tốn nhiều nhân lực nên số người chết khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành có thể đã bị thổi phồng. Theo history, sau này Mông Điềm, con trai cả của Tần Thủy Hoàng là Phù Tô, bị Giang Thần hại chết. Trung Hoa chỉ trong hỗn loạn và kế hoạch xây dựng Trường Thành cũng đã bị ngừng lại rất hàng trăm năm. Ngày nay, những di tích về Vạn Lý Trường Thành chủ yếu được xây vào thời nhà Minh, năm 1368 đến năm 1644. Vạn Lý Trường Thành ngày nay được xây dựng đến năm 1474, sau một giai đoạn nhà Minh không ngừng mở mang bờ cõi chuyển về trạng thái phòng thủ. Việc mở rộng gia cố Vạn Lý Trường Thành phù hợp với chiến lược này, ước tính có khoảng 25.000 tháp canh được xây dựng dọc theo các bức tường. Bức tường được xây dựng bằng những vật liệu tốt đá cứng và các bề mặt ở trên đỉnh thành tốt hơn nhiều so với thời Tần Thủy Hoàng. Điều đáng nói là mặc dù Trường Thành đã được xây dựng với quy mô lớn hơn, số người chết khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời nhà Minh đã không được nhắc đến. Trên thực tế, dù là công trình đồ sộ mang ý nghĩa chiến lược, Vạn Lý Trường Thành chưa bao giờ ngăn được bước tiến của kẻ thù phương Bắc, dù có là các bộ lạc du mục của quân Mông Cổ hay cuối cùng là người Mãn. Vào giữa thế kỷ 17, người Mãn từ phương Bắc tiến xuống phía Nam, vượt qua Trường Thành để kiểm soát Bắc Kinh, chấm dứt sự cai trị của nhà Minh, mở ra nhà Thanh.
Các nhà sử học quân sự ngày nay thường gạt bỏ giá trị thật của bức tường thành vĩ đại. Nhà binh tốn nhiều tiền của và công sức để xây dựng, duy trì nhưng lại không hiệu quả bằng việc mua thêm vũ khí như pháo, súng để nâng cao khả năng chiến đấu. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, một trận động đất mạnh hơn 7,5 độ Richter đã xảy ra ở khu vực miền nam của Trung Quốc, nơi có bức tượng cuối cùng của vạn lý trường thành đi qua đã nhấn chìm vào 500m tường thành chạy qua khu vực tỉnh Vân Nam, làm thiệt mạng hơn 420 người. Trong bản tin chúng tôi đã đưa chủ yếu là do du khách đang đi tham quan tại khu vực này gây ra một cảnh tượng kinh hoàng cho những người may mắn sống sót. Khi chứng kiến cảnh mặt đất nứt ra nuốt chừng hàng trăm người hiếu số và trong lòng của nó bao mất hút. Trước khi trận động đất xảy ra, mặt đất và bức tường đã có những dấu hiệu chung chuyển mạnh mẽ, làm cho nhiều người bị té xuống đất, gây ra nỗi hoang mang cho tất cả mọi người. Không dừng lại ở đó, một cơn sóng thần ập đến không lâu sau trận động đất, nó đã phá hủy nặng nề khu vực bờ biển phía nam, gồm khu tự trị Quảng Tây Giang Tô, thượng hải của nước này hơn 17.000 ngôi nhà cùng hơn 2.200 người đã bị cuốn trôi theo dòng di chuyển của sóng dữ, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Tây, Giang Tô, Chiết Giang đang nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Chính phủ Việt Nam đã chính thức bàn giao 300 tấn gạo cho dân chúng vùng lũ lụt ở Trung Quốc. Sau khi phía chính quyền Bắc Kinh gửi công hàm cầu cứu, trong công hàm cầu cứu gửi đến chính quyền Việt Nam, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam tiếp nhận hơn 10 triệu dân Trung Quốc sang lánh nạn, nhưng Việt Nam đã từ chối lỏng thừng, tránh để mất nhuệ khí với nước láng giềng. Việt Nam đã có nước đi vô cùng đúng đắn, quyết định quyên góp 300 tấn gạo và trao tặng tận tay những người dân đang đói khổ ở phía biên giới Việt Nam. Dân làng Trung Quốc cầu cứu khi lũ lụt ngày càng tồi tệ. Chính quyền đã để mặt cho đê vỡ, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng ít nhất 231 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vừa qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Trường Giang sẽ còn có những trận mưa lớn trong 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng từ 100-180mm. Một số vùng lượng mưa có thể lên đến 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng ở các khu vực phía Tây Bắc của Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng sẽ có lũ lụt tại các con sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này là thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói chúng ta nên chú ý nhiều hơn vào miền Bắc của Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5-2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân để tránh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ giấy Post Time, người dân ở các tỉnh ngập lụt như An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước và sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ hoặc là do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Một cư dân sống tại làng Siyuan nằm ở thành phố Đồng Loan thuộc tỉnh An Huy phía đông của Trung Quốc, dọc sông Trường Giang chảy qua đã chia sẻ rằng ông và dân làng bị buộc rời khỏi quê nhà vốn là gần một con đê nhỏ trong ngày hôm đó. Ông Wang cho biết chính quyền đã từ bỏ những khu vực đê nhỏ để bảo vệ những khu vực đê lớn hơn. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè để mặc cho đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công để mặt họ trước nước lũ sông Trường Giang tràn qua bờ vào, nó sẽ khiến cho 12.000 người phải rời khỏi nhà cửa của mình ở Đồng Lăng. Ông Wang còn nói hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt ở các nhà tạm trú. Ông Wang cho biết các nhà tạm trú thì thiếu mọi thứ như nước uống, nhang lửa đun côn trùng, áo mưa, đèn pin, lều. Ông còn nói thêm rằng chính quyền thậm chí không cung cấp đủ thực phẩm. Nhiều người rất lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Gia tộc Du sống ở làng Hu Đông thuộc huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc, với ba thế hệ của gia đình sống chung dưới một mái nhà. Làng Hu Đông là một hàng chục ngôi làng khác ở những huyện đã bị nước lũ nhấn chìm vừa qua sau nhiều lần đê vỡ. Với sự tuyên bố rằng họ đã sơ tán người dân bị ảnh hưởng, nhưng dân tộc Du vẫn đang bị mắc kẹt trong nhà của họ. Lũ lụt vẫn đang chưa rút khỏi khu vực này. Trao đổi với tờ giấy Bắc Tham, người cha của gia đình cho biết ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài, chúng tôi cần được sự cần thực phẩm. Người ông nội giải thích nước lũ đã dâng cao đến tận 2.000 yu. Ông Giang là cư dân sống tại làng DC cách làng Hu Đông khoảng 30 dặm. Ông Giang và những người dân của mình bị mắc kẹt trong tình trạng tương tự. Gia đình ông Giang nói rằng ở làng tôi nhiều người mất nhà cửa nhưng vẫn còn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ hồ Bà Dương. Nước lũ đạt đỉnh từ các thành phố Vũ Hán thuộc phủ tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc. Rất nhiều người đã tỏ ra thương tiếc cho người dân của mình ở Trung Hoa đại lục, nhưng họ chỉ biết trách chính quyền tham lam vô độ của ông Tập. Bởi vì những chính sách sai trái, đường lối không đúng đắn của ông ta đã làm cho Trung Quốc trở nên điêu đứng và tang thương chưa từng có. Hiện hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc đại lục đang mất dần lòng tin với cơ quan đầu não của ông Tập. Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã xảy ra liên tục những cơn bão với 2 cơn bão, 164 trận dông lốc, sụt quét, sạt lở và mưa đá. Thiên tai đã làm cho hơn 100 người chết và nhiều người bị mất tích. Có tới 130 người bị thương, lũ ống, lũ quét, động đất, sóng thần đã làm trên 1.750 ngôi nhà bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông.
Rất nhiều cơ quan ban ngành, chính phủ Trung Quốc đã bị phong tỏa vì nước lũ dâng cao. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng điều đáng nói đây là hầu hết cuộc sống của người dân bị đóng băng và trì trệ, ngừng hoạt động. Hệ thống lưới điện quốc gia cũng bị gián đoạn, trường học thì đóng cửa, nhà máy xí nghiệp bị niêm phong và rất nhiều người bị thất nghiệp. Họ đang sống trong cảnh đầm than màn trời chiếu đất, nhưng chính quyền họ tập lại không quan tâm đến những người dân trên. Thế giới cũng không có một ai, một nước nào ra tay cứu giúp và giúp đỡ Trung Quốc. Vừa rồi cũng là thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!